Mịch thứ check-in, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy, 20 tháng 8 năm 2021. Mắm gì vậy má? Mắm cá sặc. Đặc sản Mịch thứ, mắm cá sặc. Hình ảnh mọi người đang xem là đặc sản của vùng Mịch thứ, mắm cá sặc. Ở phần cuối của video này, chúng ta sẽ cùng xem quy trình thực hiện món mắm cá sặc chân thịt trứng, hương vị đậm đà, ngon đúng chất Mịch thứ. Và bây giờ là tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà Mịch thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Theo Bộ Y tế thông tin, tính từ 19 giờ ngày 19 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận 10.657 ca Covid-19 mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước. Riêng tỉnh Kiên Giang ghi nhận 14 ca mắc mới. Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 19 tháng 8 đến 8 giờ ngày 20 tháng 8, toàn tỉnh Kiên Giang ghi nhận số ca mắc mới là 36 ca. Nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 cho đến 8 giờ ngày 20 tháng 8 lên 783 ca, ghi nhận tại các địa phương và đơn vị như sau. Thành phố Phú Quốc ngày hôm nay ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp xe tải từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, nâng tổng số ca mắc của thành phố Phú Quốc lên 4 ca. Tại huyện Châu Thành ghi nhận 21 ca dương tính mới, trong đó có 7 ca tại khu phong tỏa xã Dục Tượng, 6 ca Tân Điền và 1 ca Tân Hưng. 10 trường hợp F1 đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, 4 trường hợp F1 đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 2, nâng tổng số ca mắc của huyện Châu Thành lên 141 ca. Trong ngày hôm nay thì huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp F1 đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 và tổng số ca mắc của huyện Vĩnh Thuận là 102 ca. Và số ca dương tính mới được ghi nhận tại thành phố Rạch Giá ngày hôm nay là 12 ca, trong đó có 11 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh phường Vĩnh Lạc, 1 trường hợp bệnh viện sản nhi test nhanh dương tính kết quả RT-PCR dương tính và 10 trường hợp F1 đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 và 1 trường hợp từ nơi khác về địa phương cách ly tập trung xét nghiệm lần 2, nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá đến thời điểm ngày hôm nay là 269 ca. Và một tin vắn khác tại thành phố Rạch Giá mà Mịch thứ đã ghi nhận được trong sáng ngày hôm nay là theo thông tin từ ông Đặng Thanh Phong, đại diện truyền thông của Bách Hóa Xanh đã cho biết, sau khi ghi nhận trường hợp tài xế chở hàng Bách Hóa Xanh nhiễm Covid-19 trong mấy ngày trước, thì 55 cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã phải tạm đóng cửa và đã thực hiện công tác khử khuẩn theo hướng dẫn của Sở Y tế Kiên Giang. Theo dự kiến, sáng ngày 20 tháng 8, 10 cửa hàng trong tổng số 60 cửa hàng tại tỉnh Kiên Giang của Bách Hóa Xanh sẽ mở cửa hoạt động trở lại. Trong đó, 2 cửa hàng tại huyện Vĩnh Thuận, Gò Quao, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá, 1 cửa hàng tại huyện Châu Thành và huyện Tân Hiệp. Biết Bách Hóa Xanh đã phối hợp với địa phương tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 cho 450 nhân viên. Và đây là những hình ảnh ghi nhận tại Bách Hóa Xanh, huyện An Minh. Về diễn biến tình hình liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là tài xế xe tải giao hàng cho cửa hàng Bách Hóa Xanh, khu phố 3 thị trấn thứ 11, huyện An Minh, thì đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 8, tức ngày hôm nay, huyện An Minh đã truy vết được 17 trường hợp F1, 315 trường hợp F2 và 435 trường hợp F3. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp F2 phải thực hiện nghiêm cách ly tại nhà và các trường hợp F3 sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, không tùy tiện đi lại. Và sau đây là những thông tin vắn đáng chú ý mà bà con cần biết tại huyện An Minh. Hôm nay, 20 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện An Minh đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine toàn dân phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021 cho các nhóm đối tượng ưu tiên là người mắc bệnh mãn tính và trên 65 tuổi và nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt 1. Việc tiêm vaccine đợt 4 của huyện An Minh đã được tổ chức từ ngày 19 tháng 8 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8. Tính đến chiều ngày hôm nay, 20 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện An Minh đã tiêm cho hơn 2.300 người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Và để tiến độ tiêm đạt kết quả đề ra, Trung tâm Y tế huyện An Minh đã tổ chức 11 điểm tiêm với tổng số 12 bàn tiêm được bố trí tại 10 trung tâm y tế xã và tại Trung tâm Y tế huyện An Minh.
tại các điểm tiêm chia theo khung giờ nhằm tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Riêng Trung tâm Y tế huyện An Minh có 2 bàn tiêm, trong đó một bàn tiêm dành cho nhóm đối tượng người mắc bệnh mãn tính và trên 65 tuổi với 871 người tiêm vaccine Moderna và 90 liều Pfizer. Tại 10 trung tâm y tế xã, tính đến chiều ngày 19 tháng 8 đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 cho nhóm đối tượng ưu tiên đã tiêm mũi 1 đợt 1 với 1.387 người tiêm vaccine AstraZeneca. Và theo ghi nhận của Miệt Thứ, thì tại các điểm tiêm đều có bố trí bàn tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc trước tiêm. Người dân đến tiêm được bố trí giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau khi tiêm, người dân được cán bộ y tế sắp xếp ngồi nghỉ tại chỗ theo dõi sức khỏe sau tiêm trong thời gian 30 phút mới được về. Và trong thời gian ngồi nghỉ tại chỗ, cán bộ y tế huyện đã hướng dẫn nhắc nhở người dân cần lưu ý về những triệu chứng có thể gặp phải trong 7 ngày đầu sau tiêm. Trong trường hợp người dân phát hiện những triệu chứng bất thường thì đến thẳng bệnh viện thăm khám hoặc gọi trực tiếp đội cấp cứu lưu động theo số điện thoại ghi rõ trong giấy hướng dẫn tự theo dõi sau tiêm mà Trung tâm Y tế huyện đã cung cấp cho từng bà con trước khi về. Về tình hình thông tin COVID-19 tại huyện An Minh, Miệt Thứ đã cập nhật được thông tin chi tiết như sau. Tính đến 8 giờ ngày 19 tháng 8, huyện An Minh đã ghi nhận 11 trường hợp mắc COVID-19. Và huyện An Minh là một trong các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc vùng xanh, vùng bình thường mới. Trên toàn huyện hiện tại có 7 khu cách ly tập trung. Đang hoạt động chỉ có 3 khu cách ly tập trung với 138 người. Đang điều trị 2 trường hợp F0. Cách ly tại nhà là 480 trường hợp. Số người theo dõi sức khỏe tại nhà là 1.069 người. Và sau 4 đợt tiêm chủng thì toàn huyện đã có 1.992 người tiêm đủ 2 liều. Trên 8.529 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là một trong những biện pháp an toàn hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19, từng bước tạo miễn dịch trong cộng đồng tại huyện An Minh. Một thông tin khác đáng chú ý tại huyện An Minh là Công an huyện An Minh đã ra thông báo thực hiện công văn 342 ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện An Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể là rào chắn kín các tuyến đường giáp ranh với các huyện lân cận, chỉ cho người và phương tiện lưu thông ra vào huyện bằng 5 tuyến đường chính. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, tiến hành rào chắn không cho người và phương tiện lưu thông ra vào huyện An Minh đối với 3 chốt kiểm soát sau. Là chốt kiểm soát tuyến lộ 967 xã Đông Hòa giáp với xã Đông Thái, huyện An Biên. Là chốt kiểm soát tuyến lộ 964 xã Thuận Hòa giáp với xã Nam Thái A, huyện An Biên. Và chốt kiểm soát tuyến lộ kênh hạng xã Đông Hưng giáp với xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng. Về rào chắn thì được quy định cụ thể như sau. Phải được thực hiện cố định, chắc chắn, chiều cao tối thiểu 1,5m trở lên. Ngăn ngừa không để người dân phá rào, leo qua rào. Công an huyện An Minh cũng thông báo cho người và phương tiện lưu thông ra vào huyện An Minh bằng tuyến đường hành lang ven biển phía Nam tại chốt kiểm soát xã Đông Hòa giáp với xã Đông Thái A, huyện An Biên và chốt kiểm soát xã Đông Hưng B giáp với xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Và phần cuối của video ngày hôm nay chính là món ngon Miệt Thứ, món mắm cá sặc chân thịt trứng, hay còn gọi là mắm cá sặc chân hột vịt, là một trong những món ăn ngon và dân dã ở miền Tây nói chung và ở Miệt Thứ nói riêng. Món ăn này thì rất là giàu dinh dưỡng, ăn cùng với rau, hoa quả sống hoặc cơm trắng thì hết bài luôn, không chê vào đâu được ngang. Thơm. Ở quê hương miền Tây mà cụ thể là tại vùng sông nước Miệt Thứ, nơi có hệ sinh thái rất là lý tưởng cho nhiều loài cá phát triển, trong đó có con cá sặc. Vào mùa nước nổi thì cá sặc rất là nhiều đến độ ăn không hết, người dân mới nghĩ ra cách ủ thành mắm để dành ăn dần. Mắm cá sặc thì ban đầu chỉ kho lên ăn cùng với rau sống, sau thì có khá nhiều những món ăn được chế biến từ loại mắm rất là ngon này, đó phải kể đến là món mắm cá sặc chân hột vịt. Và sau đây là từng bước thực hiện món